bởi vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, gian hiểm nhất có thể. Thầy ơi, để lỗi thầy tôi. Xin lỗi nha, hôm qua anh say quá nên muốn ôn lại chút kỷ niệm với em. Để anh đưa em về, anh cũng mới mua nhà gần em mà. Tối qua chỉ là sự cố, xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Không kiểm soát được tủ lượng nên người phụ nữ này đã lên giường với người yêu cũ. Do muốn cắt đứt nên Thu mau chóng trở về nhà. Nhưng liệu Tùng có để yên? Em đi đâu mà tới giờ này mới về vậy? Em đi học lớp. Em đi học lớp em cũng phải nói cho anh biết chứ, cũng phải để anh đi chung với em chứ. Thì bạn em nó ngủ gấp quá, em không kịp báo cho anh. Nhưng mà em đi cả đêm làm anh lo lắm em biết không? Đêm qua em hơi quá đà nên em sang nhà mẹ ngủ. Em còn giận anh phải không? Anh hứa từ nay anh sẽ quan tâm tới em nhiều hơn, rồi sẽ không lớn tiếng với em nữa. Em đừng có giận anh nữa nha. Cảm thấy có lỗi nên dù chồng quan tâm như thế nào thì cô gái này cũng lánh mặt. Em mệt. Điều lo lắng nhất lúc này chính là hậu quả việc quan hệ với bạn trai cũ có thể làm cho Thu mang thai. Chúc mừng hai vợ chồng đã có dấu hiệu của thai kỳ. Em ơi, vậy là cuối cùng mình có con rồi. Anh chờ đợi ngày này 3 năm rồi đó. Mày tránh vận động mạnh với ăn uống cho đầy đủ nha. Phải rồi, kể từ ngày hôm nay em phải nghỉ ngơi, ăn uống cho đầy đủ, dưỡng thai, không cần phải làm cái gì hết. Nghe lời anh nha. Cảm ơn Thành. Khi biết mình có thai, thay vì vui mừng thì Thu càng lo lắng hơn. Ngược lại, đây là niềm hạnh phúc của Quân. Em định làm gì vậy? Thì em mở cửa. Từ từ đã, để anh. Anh làm quá không à, em tự mở được mà. Kể từ hôm nay, mỗi bước chân của em đều phải cẩn thận. Em không cần phải làm gì cả, mọi việc cứ để anh lo. Thu! Ai vậy em? À, dạ anh, đây là Tùng, bạn hồi cấp 3 của em á anh. À, ra vậy. Chào anh Tùng, tôi là Quân, là chồng của Thu. Dạ, tôi cũng mới vừa mua căn nhà ở đây, mai mốt mình là hàng xóm rồi nha. Tôi là Tùng. À, anh ơi, em mệt quá, em vô nhà trước nha. Xin lỗi anh, vợ tôi mới đi khám thai về cho nên không được khỏe. Thôi để hôm khác tôi mời anh qua nhà chơi nha. Cố tình muốn tiếp tục qua lại với Thu nên Tùng thuê nhà gần và làm quen với Thu.
vì mục đích muốn kích động Thu qua lại tiếp tục với mình. Giờ này mà còn ai nhắn tin về em? Dạ mấy đứa nó rủ em đi họp lớp nữa mà. Phiền thất thiệt chứ. Quyết không để cho Quân biết nên Thu đã tìm đến Tùng để nói chuyện, nhưng cách mà người phụ nữ này tiếp xúc chỉ gây thêm rắc rối về sau. Tôi đã nói với anh là anh không được phép nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi nữa mà. Lỡ chồng tôi biết thì sao? Em có thai, sao không nói cho anh biết? Đó là chuyện của vợ chồng tôi. Đứa con không phải là của anh. Nói cho anh biết để làm cái gì? Có thể mà. Kể từ khi mình đã ngái nhau. Không thể nào nhớ gì em được. Anh đúng cái đầu bị thôi mà. Tụi mình sắp có con, anh sẽ làm mọi cách để có được em. Nói cho anh biết một lần cuối cùng, đứa con này là của chồng tôi, không liên quan gì tới anh. Phải không? Đợi sinh đứa bé ra xem nó giống ai thì biết. Vậy là mày đang không biết cha của đứa bé là ai? Có cách nào để biết cha đứa bé là ai không? Xét nghiệm ADN. Đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa được không? Anh tới đây làm gì? Tôi đã nói anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi rồi mà. Em nói cái gì vậy? Tùng qua đây là để tặng quà, vì Tùng biết em có thai. Tôi cũng đã nói với anh, tôi không cần cái gì từ anh hết. Biến ra khỏi nhà tôi. Trời em, sao em lại lớn tiếng vậy? Có chuyện gì phải bình tĩnh đã chứ. Anh cho tôi xin lỗi. Có gì chắc hẹn anh việc khác hả? Không sao đâu anh. Tôi đem mang thai nên tính tình nóng nảy cố gắt xíu thôi. Tôi về, bữa khác tôi qua. Thank you.
tại sao lại hành xử như vậy? Tại trước đây còn đi học, em với Tùng có mâu thuẫn với nhau. Mà Tùng không phải là người đàng hoàng, em không thích anh giao du nhiều với ổng. Thì ra là chuyện từ thời còn đi học mà em nhớ cho tới bây giờ luôn à. Em sắp làm mẹ rồi đó, bớt trẻ con lại đi. Mà anh thấy Tùng nó cũng đông đến nỗi nào. Vợ mình có điều gì đó bất thường, Quân đã âm thầm tìm hiểu và gặp Tùng đánh cảnh cáo. Nói cho tao biết mối quan hệ giữa mày và vợ tao là như thế nào. Bạn bè bình thường thôi. Mày đương tưởng tao ngu khi nhìn thấy sự việc diễn ra mà tin vào những gì mày nói. Trước khi lấy mày, tao và Thu đã yêu nhau say đắm. Chỉ vì tao lỡ lên giường với một cô gái khác nên mày mới có cơ hội. Chưa hết, lần họp lớp vừa rồi tao đã lên giường. Tránh xa vợ tao ra. Nè, có khi vợ mày đang mang thai con của tao đó, nhưng nó sợ nên mới đi khám xét nghiệm. Con của ai không quan trọng, mày đừng hòng dùng những hành động bẩn thỉu đó để phá nát gia đình của tao. Tao không có được thì tụi mày sẽ không bao giờ có. Sao giờ chưa có kết quả nữa? Yên tâm đi, có là tao báo mày liền. Em không cần phải xét nghiệm nữa đâu. Anh đã nói chuyện với Tùng rồi, về nhà với anh. Anh nói cái gì đi. Chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Cái thai này phải là con của anh không? Phải mà. Em nói phải đi. Nó là con của anh mà. Em xin lỗi. Em không biết phải trả lời anh như thế nào nữa. Nhưng mà anh phải tin em. Đó chỉ là sự cố thôi. Là do em say quá. Em có yêu anh không? Có, em có. Vậy là được rồi, anh tin em.
Em ngồi nghỉ ngơi nha. Anh lên lầu thay đồ rồi anh xuống nấu cháo cho em ăn. Alo. Có kết quả xét nghiệm rồi. Là con của anh Quân. Chúc mừng mày. Mày nói sao? Ừ, tao biết rồi. Tới đây làm gì? Anh biến ra khỏi nhà tôi. Chế bị Quân đánh và muốn trả thù nên Tùng đã cầm hung khí đâm Thu cho đến chết. Mặc dù Quân đưa vào bệnh viện nhưng vết thương mất máu quá nhiều nên đã khiến cho cô gái trẻ không giữ được mạng sống. Về phần Tùng cũng bị lực lượng công an truy bắt khi đang trên đường chạy trốn và phải chịu mức án cao nhất là tử hình từ hội đồng xét xử. Nhân! Tôi đã nói với anh là anh không được phép nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi nữa mà. Lỡ chồng tôi biết thì sao? Em có thai. Thu nên có những lời lẽ nhẹ nhàng và khuyên Tùng không nên níu kéo tình cảm. Về phần Tùng cũng nên có điểm dừng vì dù sao bạn gái cũ của mình bây giờ cũng đã có gia đình tử tế. Giữa chúng ta không có tình yêu đâu. Tôi không thể nào vì một phút mất tự chủ mà đánh đổ đi hạnh phúc gia đình của mình được. Giờ tôi cũng cầu xin anh, làm ơn anh giữ khoảng cách với gia đình tôi có được không? Nhưng có thể, đứa bé đó là con của anh mà. Tôi sẽ thú nhận tất cả với chồng của mình. Và cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, vợ chồng của tôi sẽ nuôi con thật là tốt. Để anh đưa em về. Anh cũng mới mua nhà gần em mà. Nếu chỉ vì rượu mà Thu không giữ được bản thân thì cô gái này nên lựa lúc phù hợp nói thật cho chồng mình nghe. Nếu Quân yêu thương vợ mình thật lòng thì chắc chắn sẽ bỏ qua và cảm thông cho vợ. Nếu như em làm gì có lỗi với anh thì anh có tha thứ cho em không? Em nói gì là sao? Thì anh cứ trả lời em đi. Làm người không ai hoàn thiện cả. Nếu như mình có lỗi và biết sửa đổi thì rất đáng trân trọng. Nhưng nếu mình cứ tiếp tục giấu giếm thì ngày càng dính sâu vào lỗi lầm mà thôi. Vậy thì được rồi. Hôm nay em sẽ nói tất cả với anh.